Honda City phiên bản RS, phiên bản thể thao cao cấp nhất và mới chạy chỉ có 1.300 km nha, xe đời 2023. Sơn zin 100% như một mẫu xe mới. Bây giờ em Cường sẽ mời quý bạn cùng đi một vòng để ngắm nhìn em nó nha. Với mức giá bên Cường đưa ra chỉ là 565 triệu thôi, tiết kiệm với so với xe mới là hơn 60 triệu đồng. Tổng thể nội ngoại thất sơn zin 100%, mới chạy 1.300 thì quý vị cũng biết rồi, xe gần như là xe mới từ trong hãng đưa ra. Thì xe này thì chủ nhân mua cho chàng quý tử để chạy dịch vụ, nhưng mà thay đổi kế hoạch lên cậu nhóc đã đi nước ngoài để du học thì để lại xe cho bên Cường. Đó thì xe đã được đổi qua biển số trắng này, 50E80-08468, 6 lút cũng tương đối đẹp đúng không? Về tổng thể thực sự là cái xe này, quý vị có thể thấy này, cái cụm đèn full LED, dải đèn LED ban ngày trên dưới luôn, đèn LED đèn sinh nhan cực kỳ đẹp, kể cả đèn sương mù phía dưới cũng là dạng LED luôn ha. Lưới tản nhiệt thì chia ra làm hai ngăn, thiết kế hình tổ ong, nhìn đó là vừa trẻ trung vừa cá tính vừa thể thao. Đó, con xe này phải nói là cái xe chất Toyota cái form mới này thì thực sự Cường rất là ưng ý, và thế là quả là nó cực kỳ về thể thao này cũng như là về thiết kế rất là tinh tế. Về mâm xe đây, mâm phay sơn đen và mâm đây là mâm 16 inch nha, mâm khá là lớn. Đó, xe đây hiện tại em đang nổ máy, em rất là êm nha quý vị. Bên hông xe thì sơn kính màu đen này, cũng giải đèn sinh nhan cũng là đèn LED luôn, nhìn rất là tinh tế và thể thao. Và chúng ta nhìn qua phần đuôi xe. Đuôi xe nó đây có cái cánh hướng gió này này, cánh hướng gió màu đen, cũng như là anten vây đuôi cá màu đen luôn. Phía dưới kể cả cụm đèn phía sau, cụm đèn sau cũng hoàn toàn là LED luôn nha. Và thiết kế kéo dài ra nhìn trẻ trung hơn, thể thao hơn. Cùng với Oppo phía dưới đây, hay là cái miếng mạ chrome, cái mảng mạ chrome trang trí phía dưới cũng rất là thể thao. Logo City và logo RS rất là đẹp. Rồi thì về mức tiêu hao nhiên liệu đối với dòng City thì rất là tiết kiệm rồi, chỉ 7,29 lít trong đô thị, 5,6 lít kết hợp và 4,7 lít ngoài đô thị thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về phần nội thất của xe. Đây, nội ngoại thất thì như xe mới nha quý vị. Đó thì em cũng chia sẻ luôn, xe này sơn zin 100%. Đây số audio rồi. Đây, 1.388 km, điều hòa tự động này, kể cả những phím bấm đây nhìn cũng rất là đó, xe thực sự là như một xe mới thưa quý vị. Chất lượng kể cả những cái tem hay là cái phần ghế da lộn này, đó, hàng ghế sau cũng rất là rộng rãi. À, em sẽ quay hàng ghế sau cũng như là xem về lắp capo. Đây, quý vị có thể thấy hàng ghế sau này cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn, còn rất là rộng rãi nha. Đó, quá tuyệt vời cho một mẫu xe. Phần cốp B có cửa gió phía sau, cổng sạc đầy đủ. Ok, bây giờ em sẽ mở xem cái cốp sau và lắp capo cho quý vị coi nha. Đây cốp sau nha, bánh sơ cua này, bánh sơ cua còn đọi, mở ra còn mùi còn thơm phức, mùi xe mới luôn. Một cái xe đúng là phải nói là có 102. Bây giờ em sẽ mở về khoang động cơ. Đây, quý vị thấy này, bên em gọi là mới lấy về và chưa dọn rửa nha. Những cái bong và thậm chí là những cái chấm này, chấm từ nhà máy này. Đó, nó như một cái xe mới, không khác gì một cái xe mới luôn thưa quý vị. Đó, chỉ có một chiếc duy nhất thôi nha. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Hãy liên hệ ngay cho em Cường, số điện thoại là 0937875577 để mang em nó về nha. Một chiếc duy nhất ạ, màu đỏ, xe 2023, biển số Thành phố Hồ Chí Minh và giá là 565 triệu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.